Không cần phải nói qua nhiều, MrBeast là một trong những YouTuber nổi tiếng nhất thế giới với số lượng người đăng ký là gần 200 triệu sub. Đa phần xu hướng của các YouTuber nhỏ hơn là nhìn những người thành công đi trước về học hỏi lại. Nhưng việc này chỉ nên dừng lại ở chỗ lấy cảm hứng, chứ không phải là sao chép y nguyên nội dung lẫn hình thu nhỏ. A4 là bản sao chép MrBeast lớn nhất và The Borderline là bản sao chép tồi tệ nhất. Đối với A4, kẻ đã sao chép gần như mọi clip của MrBeast và những YouTuber khác. Lý do mà tên này vẫn phát triển là bởi vì những người xem của YouTuber này đa phần là những đứa trẻ nói tiếng Nga, cũng bởi họ không biết hành vi của A4 đang làm. Chính MrBeast cũng đã lên tiếng về việc những kẻ này đang cắt nội dung lẫn hình thu nhỏ của mình. Buồn cười là thay vì 24 giờ trên một hòn đảo hoang thật sự thì A4 lại chỉ ở trong một căn nhà với một đống cát bao quanh. Và thay vì tặng một chiếc Lamborghini như MrBeast thì A4 lại quyết định trao cho người chiến thắng thử thách là được lái chiếc xe Lamborghini. Với việc sao chép không chỉ của MrBeast, thế này thậm chí đã gần đạt cột mốc 50 triệu người đăng ký rất nhiều lần so với các YouTuber mà hắn đã sao chép. Còn đối với The Borderline, tên này cũng như A4, hắn sao chép toàn bộ các nội dung của MrBeast. Nhưng tại sao tôi lại gọi hắn là bản sao tồi tệ nhất? Cách đây không lâu, YouTuber người Ý này đã thực hiện một thử thách 24 giờ lái chiếc Lamborghini. Nhưng một vụ việc thương tâm đã xảy ra, chiếc Lamborghini này đã gây tai nạn và khiến gia đình có người mẹ và người chị bị thương. Nhưng buồn thay, đứa em đã qua khỏi. Hiện YouTuber này đang phải đối mặt với án tù. Để mà nói, có bao nhiêu YouTuber copy MrBeast thì thật sự là không thể nói được, nhưng mà ở Việt Nam thì cũng có đấy, tôi sẽ không nói ra đâu.